Dạ, Phương Mai chúc chè bông xin chào cả nhà nha. À, cả nhà ơi, thì đây là cái mặt hoa của cây giảo tự xoắn đây. Thì người miền Tây của tụi em hay gọi là quắn á cả nhà. Thì xoắn hay là quắn thì đều nó nha. Đó, đây. Thì hôm nay em có quay cho cả nhà mình cùng xem các cái loại mai giống mai tự quắn. Thì hôm nay á, cái cây nái của em nè, nó đã nở hoa rồi. Thì em cũng muốn quay cho cả nhà mình cùng xem cái mặt hoa luôn. Anh nó vừa quắn mà hoa nó vừa đẹp nữa nha cả nhà. Hoa của nó là 8 đến 12 cánh và hoa rất là to và đặc biệt là bung chùm không. Đây cả nhà nhìn thấy cái cánh hoa của nó nè. Hoa rất là duyên đúng không ạ? À, thì chúng ta có một cái mai tự xoắn như thế này á cả nhà. Cả nhà nhìn nè. Nó vừa quắn mà vừa hoa nó vừa đẹp và bông nó rất là bông chùm không nữa thì nó thật sự tết chơi nó rất là duyên ha cả nhà. Đây cả nhà nhìn thấy cái cây mai tự quắn cây nái của em nha. Đó, tết mà chúng ta lại lá ra ha thì nó lòi ra những cái hoa nó tủa xuống y như một cái cửa sổ rồi cả nhà. Nói chung cái này thì chúng ta nên ghép cái phong cao ha, phong cao để nó xỏ từ ở trên xỏ xuống luôn. Đó, đây là cái những cái cây mà nái bên vườn mai nhà em nè. Đó đây cả nhà, rất là nhiều luôn. Hôm nay em thấy nó nở hoa quá trời luôn cho nên là em muốn quay cho cả nhà mình cùng xem ha. Đó, thì bên vườn mai nhà em thì những cái cây này thì lấy nhân giống ra cả nhà. Nhân giống ra thì hổm ngày cũng có giới thiệu với cả nhà về cái mặt hoa á. Thì nếu mà ai thích á, thì xin hãy alo bên vườn mai nhà em nha. Đó, cả nhà nhìn thấy nè, khi mà chúng ta nuôi lớn á thì cái xoắn của nó nhìn nè, rất là ok luôn cả nhà. Ồ, nhìn thấy mà mê luôn á. Này ha, cả nhà nhìn thấy nè, cái độ quắn của nó nè. À, bông của nó thì bông chùm không cả nhà. Đó, đây, cả nhà nhìn thấy ha. Rồi, ai muốn sở hữu cho mình một cây mai tự xoắn á thì xin hãy alo cho vườn mai nhà em nha. Thì bên em có một số cây nhân giống để bán á cả nhà. À, xin mời cả nhà chúng ta cũng hãy cùng xem cây giống nha. Đó. Hoa của nó là bông chùm không nha cả nhà và màu vàng tươi rất là đẹp luôn ha. Thì xin mời chúng ta cùng xem cây giống nha cả nhà. Thì vừa rồi em có giới thiệu đó là cái hoa của mai giảo tự xoắn á cả nhà, hay còn gọi là mai quắn ha. Thì bên vườn mai nhà em có một số cây giống rất là đẹp luôn. À, cái lô này em thấy thật sự rất là đẹp cả nhà. Đây nè, cái chiều quắn của nó nè, em đo ngón tay ha, ra khỏi nó. Ờ đó, thế mình đo sẵn nha cho mọi người cùng xem nha, tại vì trong cái video lúc nào nhìn nó cũng sẽ ấy hơn ở ngoài cả nhà. Đó, đây ha, để xử lý nè. Đó, và nó có mấy cái con hình thú nè, nó nằm dán ngang như vậy nè cả nhà. Đâu rồi, để em kiếm nè. Đó, cả nhà nhìn thấy ha, nó nằm như vậy đó. Thì loại này em bán với giá là 100 ngàn một cây nha cả nhà. Nó 3 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Và có chương trình trơn khách hàng thì tiếp tục 10 cây em tặng một. Loại này chúng ta có thể chơi Tết được cả nhà, mini chơi Tết được nha. Đó đây nè, cả nhà nhìn thấy nha. Đó ha. Rồi, nếu mà ai thích cái loại mai tự xoắn này thì xin hãy alo bên vườn mai nhà em nha. Đó, chỉ có 100 ngàn một cây thôi và 3 cây một thùng thì bên em sẽ bao phí vận chuyển ha cả nhà. À, xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi đến vườn mai nhà em ạ. À.